tim. Mẹ ơi, con đây mẹ rồi. Mẹ. Nghe. Alo, chuẩn bị cúng heo cho hội. Mà kiếm cái thao đổ ra nó không cúng. Trễ rồi. Alo. Xin thông báo cùng với các vị mình ở trong hội biểu nè. Các em mình tập trung lại để mình chuẩn bị mình cúng. Bởi vì còn 10 phút nữa là tới 1 giờ rồi. Thông báo cùng với quý vị mình. Ở trong cho mượn thêm cái thao gì ra để đầu làm nhé nè, ra ngoài là hình cúng nè. Lại tôi lại con bó rồi, đâu cũng thấy nha. Chưa, coi lại rồi đấy. Lấy rồi, còn ở đây rồi. Kéo thầy vô luôn hả? Alo, thông báo cùng với quý bà ở trong bếp đó, cái gì mà mình nấu lên mình cúng thì đem. Tôi thay mặt ban tổ chức lễ cúng nướng chú xứ theo tục lễ hàng năm vào ngày 10 tháng 2 âm lịch. Nay cũng sắp đến giờ dân hương cúng bà, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ năm 2017 như sau. Về chương trình của buổi lễ năm 2017 của hội tự tổ miếu bà chú xứ ấp Ngọc Lợi xã Ngọc Thành ngày 7 tháng 3 năm 2017 nhằm ngày 10 tháng 2 năm Đinh Dậu. Một, về nội dung buổi lễ. Một nhỏ, lúc bây giờ
Quốc Tiền. 2. Đến 8 giờ sinh hoạt nội bộ. 3. Lúc 12 giờ tiếp nước chánh quyền cùng chư bạn thiện hữu và đồng bào thiện tính các nơi đến dự. 4. Lúc 13 giờ cúng dâng hương cầu nguyện cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa. 5. 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 đại tiệc cơm thanh lạc. 6. Lúc 18 giờ bố xiết dân gian vui chơi, tiếp tục chương trình dân nghệ đến 24 giờ kết thúc buổi lễ. Mong bà con là thực hiện đúng theo chương trình. Tốt, xin cảm ơn. Giờ buổi lễ ta bắt đầu cúng bà. Rồi bắt đầu mấy ông hội nguyện với bà dân hương. Thank you.
Thank you.
Thì hai mươi sáu cầu
Làm rồi ăn mấy chú ta, thì mẹ mới đổ mang.
Nam mô A Di Đà Phật. Lấy nhà hộ huyện thị